Thiên. Cho nên á, má giận, má mới đuổi anh với Tía ra ngoài sân ngủ. Nhưng đó là ý của má, chứ đâu phải tại em đâu. Anh hai, vô ngủ với em đi, không có anh em ngủ không được. Má đuổi anh ra ngoài sân rồi, sao anh dám vô trong ngủ nữa? Em có ý này nha. Ý gì em? Bây giờ em vô trong ha, em lấy cái mùng ra ngoài sân, em vắng mùng lên, rồi em với anh ngủ. Được không? Sao không được? Rồi hừng sáng đó, anh chung ra anh ngủ với Tía, mình không nói ai biết. Ừ, hên. Mình không nói sao không biết được. Đi em. Đi. Nhưng mà. Nhưng gì nữa? Còn Tía. Không có sao đâu, Tía quen rồi. Anh biết không, 1 tháng 30 ngày má đuổi Tía ra sân ngủ hết 29 ngày rồi. Ê, thảm vậy hả em? Tía. Nhưng mà Tía còn nằm vậy mũi cắn tội nghiệp Tía lắm em à. Trời ơi, Tía thì có má lo rồi. Hơn nữa hả, Tía nói với em nè, Tía là mình đồng da sắt mặt xi măng, mũi mà chích vô là gãy mỏ liền à. Trời ơi, lợi hại vậy hả em? Thôi cho ông chết luôn đi, mình vô em. Trời, đẻ con gái tốt quá. Biết vậy đó, đẻ trứng vịt ăn còn ngon hơn. Trời, nói mình đồng da sắt làm như quỷ, mũi cắn mà gãy mỏ, mũi mà làm như là vịt cho gà gãy mỏ. Tao cũng vô trong ngủ cho bộ ngu ngủ đây con. Nghe hết rồi tưởng vô trọng ba cũng đạp xuống giường rồi, coi ngủ để cho chắc ăn hơn. May làm tư rồi chết rồi, ráng 1, 2, 3 ngủ. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của nghệ sĩ Phượng Hằng và nghệ sĩ Linh Trung. Và xin chúc mừng thí sinh Phùng Ngọc Bảy đã hoàn thành phần thi đầu tiên. Xin mời Bảy Nán lại sân khấu một chút. Vâng, thưa quý vị, như vậy là thí sinh Phùng Ngọc Bảy, thí sinh đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành phần thi thứ nhất của mình. Và là thí sinh đầu tiên thì Bảy có cảm thấy rung, có hồi hộp lắm không? Dạ, là thí sinh đầu tiên thì Bảy rất là hồi hộp. Nhưng mà được sự dìu dắt và của nghệ sĩ Phương Hằng, nghệ sĩ Linh Trung thì Bảy cảm thấy tự tin và hoàn thành tốt phần thi của mình. Rất mong sự ủng hộ của vị khán giả. Ở phía dưới thì có rất là nhiều khán giả ủng hộ thí sinh Phùng Ngọc Bảy. Nhưng mà Bảy có thể cho Thảo biết là có một người thân nào đặc biệt đối với Bảy không? Dạ, hôm nay thì có một người em của Bảy đang ngồi ở dưới phía khán đài. Quế Trân có thể tìm giúp Thảo người em của thí sinh Phùng Ngọc Bảy không? Đây, đây phải không Phùng Ngọc Bảy? Dạ, dạ phải. Dạ, xin mời. Ủa, em hay là anh? Dạ. Em của Phùng Ngọc Bảy. Dạ xin chào, dạ xin anh có thể tự giới thiệu về mình cho quý vị khán giả được biết không ạ? Dạ kính thưa những quý vị đại biểu trong khán phòng và những cái khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trong toàn quốc. Em tên là Phùng Ngọc Tám, tức là em của anh Bảy là Phùng Ngọc Bảy. À vậy anh ơi, vậy là trong gia đình mình có Phùng Ngọc mười mấy mới hết anh? Dạ, tới đây là hết rồi. Phùng Ngọc Tám là Úc luôn rồi phải không ạ? Hôm nay thì anh Tám đến đây cổ vũ cho Phùng Ngọc Bảy. Thì sau khi xem trích đoạn vừa rồi là Vợ Là Tất Cả đó, thì anh có hài lòng với phần thi của anh mình không? Không, thật sự là anh Bảy trình diễn cái phần thi của anh Bảy rất là tốt. Riêng em là rất hài lòng. Vâng, và bây giờ thì sắp tới đây thì phần thi thứ hai, Phùng Ngọc Bảy sẽ bước vào phần thi là bốc thăm một bài ca do ban tổ chức quy định. Vậy thì phần thi này Trân thấy là qua nhiều năm rất là khó khăn và thử thách những thí sinh rất là nhiều. Vậy thì anh có cái lời chúc hay là động viên gì cho Phùng Ngọc Bảy thật tự tin khi bước vào phần thi này không? Dạ có chứ chị. Anh Bảy ơi, cố lên. Những lời nói rất là chân tình, rất là mộc mạc nhưng mà đủ để khiến cho thí sinh Phùng Ngọc Bảy cảm thấy ấm lòng lắm rồi đúng không? Và bây giờ thì anh chuẩn bị để bốc thăm chọn bài ca cho phần thi thứ hai của mình nha. Xin mời anh. Có 3 lá thăm cho anh lựa chọn. Là người đầu tiên thì có lợi thế hơn đúng không? Rồi xin mời anh hãy cho khán giả được biết là anh sẽ ca bài ca gì ở phần thi tiếp theo.
Dạ, em ca bài Thành phố mùa xuân của tác giả Lâm Viên. Vâng, và xin mời thí sinh phòng học 7 vào trong để chuẩn bị phần thi tiếp theo của mình. Chúng ta một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay với Phùng Ngọc Bảy. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh Nguyễn Văn Mẹo, mã số bình chọn 10 với vai diễn Tám Tóc trong trích đoạn cải lương Ai sợ ai của tác giả Lê Bình, chuyển thể cải lương Hữu Lộc. Và trích đoạn này, thí sinh Nguyễn Văn Mẹo sẽ được hỗ trợ bởi nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ Trinh Trinh. Mời quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho thí sinh. Tám ơi, Tám ơi, Tám à, Tám ơi, Tám. Tám ơi, Tám ơi, Tám ơi, Tám. Sư phụ, đệ tử tới hả? Trời ơi, đệ tử ơi, tao nhớ mày quá, đệ tử ơi. Chà, bữa nay mặc áo đỏ, trời cà đá bát, quá trời bảnh luôn ta. Trời ơi, bữa nay đẹp trai dữ à. Ê, Tám, 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 Tám. Cái sách mà bí quyết dạy vợ của tao truyền cho mày đó, mày thấy có linh nghiệm không? Quá xá linh luôn sư phụ. Quá xá linh luôn hả? Từ ngày mà có bí quyết dạy vợ của sư phụ hả? Ừ. Con vợ em nó không còn dám chửi em nữa sư phụ. Trời ơi, nó không còn chửi mày nữa. Dạ. Hay gì ta? Nó không còn chửi em là con thú lớn nữa. Ừ. Nó chuyển sang nó chửi con thú nhỏ không à. Nó không chửi mạng thú lớn, nó chửi mạng thú nhỏ hả? Dạ. Là con gì? Chẳng hạn như nó chửi em là cái đồ con dế nhủi. Dế nhủi nhỏ. Hay nhủi 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 nhủi. Nó chửi em là cái đồ con bọ hùng. Con bọ hùng nhỏ không dễ nhủi nữa. Mà bọ hùng hay lũi 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 vô đống phân trâu á. Chưa hết đâu sư phụ. Con này nè, nó chửi em nè. Lâu lâu cái nó chửi em là cái đồ con chí mén. Chí mén nhỏ dữ vậy. Nhỏ mà sư phụ. Trời ơi nhỏ. Nó chửi mày chứ nó cào cho đầu quay. Kệ đó, chửi như con thú nhỏ còn hơn thú lớn. Nghĩ sao nhỏ là được rồi à. Ừ. Anh đi đâu vậy mà xách túi xách lỉnh kỉnh vậy anh Bảy? Thì đó, bữa nay tao qua bên mày đặng tao dạy cho mày tiếp cho mày nè. Dạ. Mày có nghe cái câu á, con là nợ vợ là quan gia không? Bởi vì tao mới gây lộn với bà ở nhà nè, hành thử ra tao dọn nhà tao đi luôn. Mày ơi mày. Mày ơi mày, mày cho tao tám cũng như bà ở nhà mày vài bữa đâu mày, chứ để tao bơ vơ lắm mày ơi mày. Trời ơi, tưởng gì vài bữa nhầm nhò vậy hả anh Bảy? Ừ. Anh nở luôn đây càng tốt. Mày nở thiệt em mày. Lo cho anh rượu thịt mỗi ngày. Hả? Vì anh là thầy truyền bí kíp cho em. Con vợ em nó biết sợ em rồi. 88 tôi sợ vợ mày á, nó còn đi trong già. Rồi nó đem nó mắng chửi mày. Không có đâu hả, từ ngày anh dạy hả, em đánh nó tưng bừng. Cứ hé nó chửi là em đánh. Bây giờ nó im re. Tao nói mày nghe cái bí quyết của tao vô cùng linh nghiệm. Để rồi tao ở đây tao dạy tiếp cho mày. Con vợ của mày mà dù nó hỗn hào nó chửi mày hả, mày chỉ y như sách của tao. Đè nó xuống mày tục cho tao. Anh yên chí đi anh Bảy. Dạ anh Bảy mới qua chơi. Thêm Tám. Trời ơi Thêm Tám hôm nay sao mà nó tròn trịa. Cái bụng của Thêm Tám nó thấy nó tròn tròn. Trời ơi Tám. Rồi anh Bảy. Thêm Tám ơi, bữa nay tôi nghe thằng Tám nó nói Thêm với lại nó hòa thuận với nhau rồi, tôi mừng quá anh. Thử tôi qua đây tôi chúc mừng hạnh phúc của hai vợ chồng. Dạ cảm ơn anh Bảy. Ừ trời con mình đấy. Ơi em dọn đồ nhậu lên cho mình rồi. Mình ra nhà sau á, mình rửa tay rửa mặt cho khỏe để mình nhậu cho ngon nha mình. Trời ơi công nhận vợ này nó cưng này quá trời ta. Trời ơi. Để từ từ. Mình ơi, em có mua chai rượu thuốc nè mình. Mình nếm thử coi có phải rượu thiệt không nghe mình. Trời ơi mua rượu cho uống nữa. Để đó. Từ từ. Trời ơi bà mẹ em này làm từ từ hoài trời. Vậy em đi lấy khăn lau mặt cho mình nghe mình. Trời ơi công nhận này nó cưng này quá trời. Nhiều chuyện. Để đi. Trời này nó hoài quá vậy ta. Dạ anh Bảy ngồi chơi. Chị Tám vô. Quá trời, bữa nay tao thấy con vợ mình nó quá trời, nó hiền dễ thương quá trời. Tám ơi Tám. Anh Bảy. Hả? Anh ném coi có phải rượu thuốc thứ thiệt không hả anh Bảy? Mày khùng như vừa thôi. Rượu thì uống chứ làm gì nếm. Để tao chơi cái cho mày coi. Coi thì có độc không? Hả? Mày sợ độc hả? Mày sợ nó thuốc mày hả? Vậy mày uống trước đi. À, hả? Tiên chủ hậu khách ông nội. Thôi anh uống trước đi. Mày uống trước đi. Nè, có gì mày chết trước tao. Tôi uống hả? Ừ, làm đi.
đi tới từ vợ mày ra. Thím Tám, trời ơi, công nhận tôi chưa thấy ai mà thương vợ như chồng của thím hết trơn trời. Dạ. Trời ơi, nó nói nó định uống rượu với tôi, nhưng mà nó nói nó nhớ thím quá, tưởng nó kêu thím ra, thím nhấp môi cho nó trước rồi nó uống. À, dạ thưa anh Bảy, em không có biết uống rượu. Trời ơi, nhấp môi mà. Nhưng mà chồng em biểu thì em không có dám cãi. Và trời, công nhận vợ, trời ơi, nó cưng chồng, nó nghe lời chồng quá trời. Nhấm cái cho nó uống. Dạ em xin phép. Vợ mày nhắm tao với mày chơi cái đùi gai cũng cái coi coi. Vợ này, cái là một vợ. Em xin lỗi. Bà mẹ khỏi chấm nước mắm. Em xin lỗi. Mình ơi, để em lau mặt cho mình nghe mình. Thôi khỏi. Trời, công nhận vợ mình đã cưng mày quá trời. Lấy khăn lau mặt nữa ha. Phải lo cho ảnh với anh Bảy. Chứ ảnh đi làm cả ngày mệt mà. Về á, phải ăn uống đầy đủ mới có chất chứ. Mình ơi, nè, cái đùi gà nè mình ăn đi mình. Nó ngon lắm á. Thím chừa cho tôi cái phao câu được rồi. Dạ, cái phao câu nè, nó kêu là của anh Bảy nè. Tôi ít ăn lắm, ăn lửa ba cái đồ. Dạ. Mình ơi, mình có uống rượu á, mình uống ít thôi, coi chừng có hại sức khỏe nha mình. Trời ơi, nó lo cho chồng lấy game, coi chừng hại sức khỏe đó, đâu có đâu, uống ít rồi. Em không có làm phiền hai người nữa, để em ra sao em nấu nước em pha trà cho hai người uống nha. Trời ơi, công dung ngôn hạnh nghe quá trà chứ không biết cưng lắc nữa là xỉn trong trà cho giải. À mình ơi, à sẵn cái à, em nấu một nồi nước sôi. Chút nữa đó, mình nhậu xong rồi cái à, mình ra nhà sau mình tắm cho khỏe nha. Em vô. Nhớ nấu nước sôi khoảng 90 độ thôi nha. Trời ơi, 88, vợ mày nó cưng mày quá. 80. Ê anh Bảy. Hả? Coi phải vợ tôi không vậy hả anh Bảy? Mày khùng thì vừa thôi, không phải vợ mày chứ không lẽ vợ tao. Ủa mà sao kỳ ta, sao hôm nay nó tốt với tôi quá vậy ta? Thường ngày nó cho tôi ăn rau luộc không hả? Bữa nay nó cho mày ăn gà, nó cho mua rượu cho mày uống á, có nghĩa là nó cưng mày, nó thương mày là đủ rồi. Mày thấy không, mày thấy là cái dạy cái sách bí quyết dạy vợ của tao quá thành công không? Chưa đâu con ơi, cái đó chỉ là mới có đầu thôi. Bước thứ hai mày còn thấy dữ dội nữa, con vợ mày nó còn làm nhiều thứ, nó sẽ trải giường trải nệm cho mày ngủ rồi nó dạ, sẽ lao kính tâm. Thưa anh Bảy, kính thưa anh Tám chồng em, sao nó thưa gọi hoài vậy Tam, trời chỉ làm gì mà chỉ trấn trống quá vậy chị Tam? Ok, chị Tam, chị đi đâu mà chị xách xách vỏ tay nách xách mang vậy chị Tam? Dạ, em xin phép nói thì khỏi xin. Đường xa đi. Đi đâu? Rồi Tam ơi, à biết rồi, vợ mới giàu à. Từ bấy lâu nay anh hành hạ tôi. Trời ơi, mày ác. Tàn tạ mẹ tôi như con ở không bằng. Trời ơi, này nó quá dữ. Sức lực mỗi một khi tôi mang thai à. Anh còn hỏi là con ai. Ê mày, câu này vô duyên mày. Dân tôi chửi anh đá tôi mềm bể bụng bầu. Trời ơi, này quá độc mày. Hai miêu cô chửi tôi là con thú kinh công. Trời, chửi thú kinh công. Ê, thím Tám, thím Tám. Cái này là để tôi góp ý cho thím Tám nha, thím Tám. Trời, đã có gì thì nói, thím chửi nó vậy là không được. Vợ mà chửi chồng không tốt nghe thấy thím Tám. Còn mày nữa, Tám ơi Tám. Trời ơi, vợ mày nó có nói gì hay là nó có hỗn hào với mày, mày đè xuống mày quýnh nó cho tao. Mày quýnh nó chừng nào nó hết hổ mày thôi. Trời, cái đó có đi đâu, trong sách tao đâu có dạy mày cái vụ mà mày đuổi vợ mày ra khỏi nhà. Mày biết đuổi vợ mày ra khỏi nhà đó là cái thứ đồ vô liêm sỉ, mày biết không? Mày đuổi nó đi rồi. Rồi ai nhà nấu đồ nhậu cho hai đứa mình nhậu hả Tám? Tự ý nó đi chứ ai đuổi nó. Mà nè, cô có đi đâu hả? Cũng nán lại nấu tôi một bữa cơm chiều rồi mới đi à nghe. Tiền đâu nữa mà tôi nấu cho anh buổi cơm chiều? Tiền trọ tháng này tôi mới đưa cho cô đâu.